Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ăn rau cần tây mỗi ngày? Cần tây là một loại rau quen thuộc trong ẩm thực và y học cổ truyền ở nhiều quốc gia trên thế giới. Với vị thanh mát và giòn ngọt, cần tây không chỉ được dùng trong các món ăn như xào, salad và nước ép mà còn là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, việc tiêu thụ cần tây hàng ngày có thể đem lại những lợi ích gì và có những rủi ro nào cần chú ý? Hãy cùng phân tích chi tiết các tác động của việc ăn rau cần tây mỗi ngày qua bài viết này. 1. Thành phần dinh dưỡng của cần tây. Cần tây là một loại rau chứa nhiều nước và có hàm lượng calo thấp. Dưới đây là các thành phần dinh dưỡng chính của cần tây. Vitamin K, cần thiết cho quá trình đông máu và hỗ trợ sức khỏe xương. Vitamin C, tăng cường hệ miễn dịch, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Vitamin A, giúp bảo vệ mắt và cải thiện thị lực. Folate, hỗ trợ sự phát triển tế bào và sức khỏe tim mạch. Chất xơ, cần thiết cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh và duy trì đường huyết ổn định. Chất chống oxy hóa, bao gồm flavonoid, polyphenol giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào và bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh mãn tính. Khoáng chất, gồm kali, canxi và magie giúp điều hòa huyết áp và hỗ trợ chức năng cơ bắp. 2. Lợi ích khi ăn cần tây mỗi ngày. 2.1. Hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện sức khỏe đường ruột. Cần tây chứa nhiều chất xơ không hòa tan, giúp thúc đẩy nhu động ruột và cải thiện chức năng tiêu hóa. Chất xơ giúp phân mềm và dễ di chuyển qua đường tiêu hóa, từ đó ngăn ngừa táo bón. Việc ăn cần tây mỗi ngày có thể giúp duy trì sức khỏe đường ruột, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường ruột như viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. 2.2. Giúp kiểm soát huyết áp. Cần tây chứa kali, một khoáng chất quan trọng giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể và điều hòa huyết áp. Kali hoạt động bằng cách giãn nở mạch máu, giúp giảm áp lực lên thành mạch máu và từ đó làm giảm nguy cơ tăng huyết áp. Các nghiên cứu cho thấy việc bổ sung cần tây vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và phòng ngừa bệnh tim. 2.3. Tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin C trong cần tây đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin này giúp kích thích sản xuất tế bào bạch cầu và tăng cường khả năng bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Các chất chống oxy hóa trong cần tây cũng giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào khỏi sự phá hoại của các gốc tự do. 2.4. Hỗ trợ giảm cân. Cần tây là loại rau có hàm lượng calo thấp và giàu nước, giúp tạo cảm giác no lâu và hạn chế cơn thèm ăn. Chất xơ trong cần tây còn hỗ trợ quá trình tiêu hóa và giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng một cách hiệu quả. Việc ăn cần tây hàng ngày có thể giúp kiểm soát cân nặng và hỗ trợ quá trình giảm cân mà không làm cơ thể thiếu hụt dinh dưỡng. 2.5. Giảm viêm và bảo vệ khớp. Cần tây chứa nhiều chất chống viêm tự nhiên như apigenin và luteolin, giúp giảm viêm trong cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người mắc các bệnh viêm khớp hoặc có nguy cơ cao mắc các bệnh viêm mãn tính. Việc bổ sung cần tây vào chế độ ăn hàng ngày có thể giúp giảm các triệu chứng viêm và bảo vệ sức khỏe khớp. 2.6. Tăng cường sức khỏe xương. Cần tây chứa nhiều vitamin K và canxi, hai yếu tố quan trọng cho sự phát triển và duy trì sức khỏe xương. Vitamin K giúp cải thiện khả năng hấp thụ canxi của cơ thể và hỗ trợ quá trình đông máu. Việc ăn cần tây hàng ngày có thể giúp ngăn ngừa loãng xương và giảm nguy cơ gãy xương, đặc biệt là ở người cao tuổi. 2.7. Làm đẹp da. Nhờ vào lượng vitamin C và các chất chống oxy hóa, cần tây giúp bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường như ô nhiễm và tia UV. Vitamin C cũng thúc đẩy sản xuất collagen, làm tăng độ đàn hồi và săn chắc cho da. Việc ăn cần tây mỗi ngày có thể giúp làn da trở nên tươi sáng và mịn màng hơn, làm chậm quá trình lão hóa da. 2.8. Giúp cân bằng hormone và giảm căng thẳng. Cần tây có thể giúp cân bằng hormone và giảm căng thẳng nhờ vào các hợp chất tự nhiên như phalai. Phalai có khả năng giãn nở mạch máu, làm giảm căng thẳng lên hệ thần kinh và giúp thư giãn tinh thần. Điều này giúp cải thiện giấc ngủ và giảm nguy cơ các bệnh liên quan đến căng thẳng như cao huyết áp và rối loạn lo âu. 3. Tác hại khi ăn quá nhiều cần tây. Mặc dù cần tây có nhiều lợi ích, việc tiêu thụ quá mức hoặc không đúng cách có thể gây ra một số tác dụng phụ. 3.1. Gây đầy bụng và khó tiêu. Do chứa nhiều chất xơ, việc ăn quá nhiều cần tây có thể dẫn đến đầy bụng và khó tiêu, đặc biệt là ở những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Để tránh tình trạng này, cần ăn cần tây với lượng vừa phải và uống đủ nước để hỗ trợ quá trình tiêu hóa. 3.2. Gây tác động đến tuyến giáp. Cần tây chứa goitrogen, một hợp chất có thể ảnh hưởng đến sự hấp thụ iốt của tuyến giáp nếu tiêu thụ quá nhiều. Điều này có thể dẫn đến suy giáp hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng của những người đã mắc bệnh tuyến giáp. Do đó, người có vấn đề về tuyến giáp nên hạn chế lượng cần tây và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên. 3.3. Tăng nguy cơ dị ứng. Một số người có thể bị dị ứng với cần tây, gây ra các triệu chứng như ngứa, phát ban, hoặc trong một số trường hợp nặng, gây khó thở. Nếu bạn có tiền sử dị ứng với các loại rau hoặc thực phẩm khác, hãy thận trọng khi thử ăn cần tây lần đầu. 3.4. Ảnh hưởng đến phụ nữ mang thai. Dù cần tây chứa nhiều dinh dưỡng có lợi, việc tiêu thụ quá mức có thể không tốt cho phụ nữ mang thai do tính lợi tiểu và khả năng kích thích tử cung nhẹ. Phụ nữ mang thai nên ăn cần tây với lượng vừa phải và tham khảo ý kiến bác sĩ nếu cần thiết. 4. Cách ăn cần tây để tối ưu hóa lợi ích sức khỏe. 4.1. Chế biến đúng cách. Cần tây có thể được sử dụng trong nhiều món ăn như xào, nấu canh, làm salad hoặc ép lấy nước uống. Dưới đây là một số gợi ý để chế biến cần tây. Nước ép cần tây được nhiều người ưa chuộng nhờ vào khả năng thanh lọc cơ thể và làm đẹp da. Tuy nhiên, nên uống với lượng vừa phải để tránh đầy bụng. Cần tây xào tỏi là món ăn đơn giản nhưng bổ dưỡng, giúp giữ lại các vitamin và khoáng chất cần thiết. Salad cần tây kết hợp với các loại rau khác như cà rốt, dưa leo để tạo ra món ăn nhẹ và giàu chất xơ. 4.2. Kết hợp với thực phẩm khác. Cần tây có thể được kết hợp với các loại thực phẩm khác để tăng giá trị dinh dưỡng và làm phong phú bữa ăn. Ví dụ, cần tây có thể được kết hợp với táo, dưa leo và gừng để làm nước ép thanh lọc cơ thể. Hoặc có thể kết hợp cần tây với thịt gà hoặc hải sản trong các món xào để tăng hàm lượng protein. 5. Các nghiên cứu khoa học về cần tây. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng các hợp chất như apigenin trong cần tây có thể có tác dụng chống ung thư, giúp ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư trong cơ thể. Ngoài ra, các flavonoid trong cần tây đã được chứng minh có khả năng giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe não bộ, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer. 6. Những điều cần lưu ý khi sử dụng cần tây hàng ngày. Kiểm soát lượng ăn, dù cần tây mang lại nhiều lợi ích, việc ăn quá nhiều có thể gây hại. Hãy đảm bảo tiêu thụ với lượng vừa phải. Rửa sạch và chế biến đúng cách để loại bỏ thuốc trừ sâu và vi khuẩn. Cần tây nên được rửa sạch dưới vòi nước chảy và có thể ngâm với nước muối loãng trước khi chế biến. Tham khảo ý kiến bác sĩ, nếu bạn có tiền sử bệnh tuyến giáp, dị ứng hoặc đang mang thai, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn cần tây hàng ngày. Kết luận, cần tây là một loại rau giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi được tiêu thụ một cách hợp lý. Việc ăn cần tây mỗi ngày có thể giúp cải thiện hệ tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và làm đẹp da. Tuy nhiên, cần lưu ý đến liều lượng và cách ăn uống để tránh các tác dụng phụ không mong muốn. Những người có vấn đề sức khỏe đặc biệt như tuyến giáp hoặc phụ nữ mang thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung cần tây vào chế độ ăn hàng ngày. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn cái nhìn chi tiết và toàn diện về những tác động của việc ăn cần tây mỗi ngày, giúp bạn đưa ra quyết định tốt nhất cho sức khỏe của mình.